Quý khán giả thân mến, vào những ngày này thì Huế đang là cao điểm của mùa mưa. Chính vì thế mà ba tay cọ nổi tiếng đến từ cố đô là Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tụ và Lê Nhường đã biến những sắc màu mưa của Huế trở thành cảm hứng nghệ thuật và cùng chia sẻ với công chúng của thành phố Hồ Chí Minh qua một cuộc hội ngộ rất lý thú. Diễn tả những cái mảng màu rất là mạnh mẽ. Màu mưa Huế là chủ đề cuộc hội ngộ của ba người con xứ Huế là Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tụ và Lê Nhường diễn ra tại Phương Mai Gallery số 129B Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật và công chúng bởi một không gian nghệ thuật tinh tế và thấm đẫm tinh thần của người nghệ sĩ đất cố đô qua khoảng 50 tác phẩm trình bày. Khi tác phẩm của mình đến với công chúng không chỉ là một cái tín hiệu, một cái thông điệp mà còn cả một cái nội niềm của chính tác giả gửi đến, đó là chuyện vui, chuyện buồn, chuyện cảm nhận cuộc sống. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tác phẩm. Cái điều đó chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì đó là một cái thông điệp gửi đến cho mọi người. Dạo bước vào không gian màu mưa Huế là một Đặng Mậu Tụ với bút pháp mạnh mẽ được tung tẩy trên khuôn vải. Anh không cầu kỳ về đề tài, bởi theo như lời chia sẻ, Đặng Mậu Tụ nắm giữ từng khoảnh khắc ngẫu hứng. Và chính những rung động trong anh đã mang đến cho công chúng một thế giới bay bổng, đầy chất thơ và tràn ngập tình yêu cuộc sống. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ mưa Huế là theo một cái cảm giác buồn nào đấy, nhưng mà chúng tôi mượn cái đấy, cái đó là cái cớ để mà thể hiện những tình cảm của mình đối với Huế. Và tôi muốn bày tỏ tình cảm đấy rộng hơn đối với công chúng thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả những bức tranh của tôi thì mang một cách biểu hiện trừu tượng và muốn chia sẻ nỗi buồn đấy. Đôi lúc cuộc sống cần có những nỗi buồn dịu ngọt một chút. Còn với cây cọ Phan Thanh Bình, hiện là hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật Huế, thì mang nét thâm trầm, kín đáo. Tác phẩm của anh mang sắc thái đầy đặn, những hình khối, mảng màu đan xen thật ngọt để làm duyên, mang đến cho khách thưởng lãm những cung bậc nhẹ nhàng, tinh tế, được người nghệ sĩ chắt chiu từ những cơn mưa Huế nên thơ và quyến rũ. Còn họa sĩ Lê Nhường thì ngẫu hứng từ những tiếng mưa vọng về trong tiềm thức xa xăm. Trên tác phẩm là những cái chấm là chủ đạo và nó kết hợp lại với nhau, thì nó tạo cho mình nhiều cái cảm xúc ở trong cái đó. Để đó là một cái ngôn ngữ trừu tượng thôi, nhưng mà nó sẽ gợi cho người ta nhiều cảm xúc theo cái cảm nhận của từng người. Mà ở đó là nó rơi vào cái tình cảm, cái cảm xúc của cái sự hội tụ. Nó sự gặp gỡ, nó sẽ tạo cho mình nhiều cảm xúc, nhưng mình bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày về nhiều vấn đề, nhiều con người và cũng giống như nhiều cái tâm trạng. Đây chính là loạt tranh mang tên Hội tụ của cây cọ Lê Nhường. Những giọt nước từ trong nỗi nhớ, từ trong ký ức như dâng tràn, chúng tủa ra rồi lại tụ về như những cung bậc reo vui trong tâm hồn người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, họa sĩ Lê Nhường cũng mang cho ngày hội ngộ những tiếng đàn đá trong mưa như mơ hồ, xa vắng, mang theo triết lý về sự hội tụ của vũ trụ và nhân sinh, tạo nên ấn tượng đối với người yêu tranh. Ba tác giả với ba phong cách riêng, cùng hòa quyện và kết hợp thật tinh tế, đã làm nên nét thi vị và sâu lắng, và làm phong phú thêm cho sắc màu mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh.
thật là